Rồi, trả lời rất nhiều câu hỏi của các bạn hỏi rằng là tại sao tôi không hướng dẫn huấn luyện các bạn theo cái hình thức là live stream trực tiếp. Đây là một cái tối kiến vì tôi đã dành rất nhiều năm nghiên cứu và tạo ra cái chương trình bao gồm là thiết kế cái phần mềm để mà theo dõi cái chỉ số cơ thể của bạn, sử dụng các phần mềm và data bài tập lớn để làm sao bạn có những bài tập phù hợp nhất riêng cho bạn và đảm bảo là ở nơi của bạn, internet bạn yếu, bạn vẫn có thể tập luyện được. Bởi vì nếu mà internet mà mạnh á thì không nói, bạn đang tập giữa chừng nên nó rớt mạng khi live stream thì làm sao bạn tập theo được. Thêm nữa, cái việc mà tập luyện và live stream trực tiếp nó không mang lại hiệu quả bởi vì tôi sẽ rất khó giám sát, thiết kế và kiểm soát một cái lượng bài tập tổng quan của cả một quá trình tập luyện dài. Điều đó rất là quan trọng, chứ không phải là bạn tập luyện hay live stream 1-2 buổi thì có thể giải quyết được vấn đề của bạn. Bởi vì bạn tập luyện theo một cái chương trình dài thì tôi cần thiết kế cho bạn một cái chiến lược, chiến thuật tăng giảm số lượng bài tập, mức tạ, cường độ, hiệp tập, thể lực và kết hợp với chế độ dinh dưỡng. Mỗi ngày bạn ăn, bạn tập, bạn gửi tôi để chỉnh sửa thì cơ thể của bạn mới thay đổi một cách hiệu quả hơn được nha.